tối 30 tháng 12 tại giao lộ Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu, Cụm Cảnh sát Giao thông 7 gồm đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất, các đội Cảnh sát Giao thông Trật tự quận Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Từ khoảng 20 giờ, Cảnh sát Giao thông đã tiến hành kiểm tra đối với hàng loạt phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ở nhiều mức khác nhau. Có những tài xế vi phạm từ chối hợp tác, bỏ phương tiện, viện nhiều lý do để rời đi. Khoảng 21 giờ 30, một người đàn ông 37 tuổi điều khiển xe máy chạy trên đường Lũy Bán Bích với biểu hiện say xỉn nên bị Cảnh sát Giao thông kiểm tra. Sau một khoảng thời gian thuyết phục, người đàn ông đã chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả, người này có mức nồng độ cồn lên đến 0,808mg trên lít khí thở, gấp đôi mức vi phạm tối đa. Làm việc với Cảnh sát Giao thông, người vi phạm chỉ cho biết tên, tuổi, sau đó người này đột ngột lấy đồ đạc rời đi. Cũng tại chốt kiểm tra, Cảnh sát Giao thông phát hiện một nam thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện vi phạm, tuy nhiên người này không cung cấp bất kỳ giấy tờ nào và liên tục viện lý do cần đi mua thuốc để né tránh việc kiểm tra. Sau một khoảng thời gian thuyết phục, nam thanh niên chấp hành kiểm tra và có nồng độ cồn 0,417mg trên lít khí thở. Thổi xong, người này nói đi mua thuốc rồi đi luôn, không quay lại. Trong một khoảng thời gian, tổ công tác đã kiểm tra 390 trường hợp, 110 xe ô tô, 280 xe máy, lập biên bản vi phạm 12 trường hợp. Từ giữa tháng 11 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh mở đợt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn cho đến Tết Nguyên đán. Một tháng qua, gần 2.300 tài xế đã bị phạt, tước bằng lái, trong đó có nhiều trường hợp bị lập biên bản xử phạt vào ban ngày.